giờ thì mấy anh em cũng đi đón rất là nhiều, thì sư phụ cũng đi phun thuốc ở bên quận 5, rồi xe 17 chỗ cũng đón những 11 bệnh nhân mà thoát khỏi Covid đó cả nhà, bệnh nó giảm á, thì sư phụ đi đón thì cái điều đó cũng đáng mừng. Thì bây giờ tiếp tục hello hai anh em con sẽ đi rước cái F0 bên Aeon Bình Tân nha cả nhà. Thì hành trình đi đón làm sao thì cả nhà hãy theo anh em tụi con. Rồi bây giờ anh em sẽ di chuyển ra, hiện tại là đang ở đường số 5, giống xe sport quá ta. Đó, ta xe phun thuốc nha cả nhà. Xe phun thuốc có di chuyển ngang qua. Hiện tại tụi con đang di chuyển ra đường số chính quyền, thì mấy anh em tài xế cũng đã cực chốt tại tìm nhà nổ diễn giả, tìm nhà rất là cực luôn. Với lại phải vô nhắc mà những ca đó bị tính ra mặt hồ cho nó mặt hồ đó, chính quyền nhờ chính quyền thì cũng đỡ đỡ phần đó. Đây đường này hôm bữa con với anh bé đen thì cũng đi chở cái cây bác sĩ đó đi lấy mẫu trong đây đó, đường rất là quen thuộc. Nếu mà cả nhà có theo dõi thì cả nhà sẽ biết dạ. Xin chào quý khán giả, thì hiện tại hai anh em và chính quyền cũng chứ chúng mình chưa có biết là dương tính, chưa có biết kết quả chính xác, thì qua trung tâm cách ly thì người ta sẽ test lại một lần nữa nha quý vị khán giả. Quay đang bên thì nó tối, thì nghe quý vị khán giả
cho mấy anh em. Chung ở nhà Bình Tân. Rồi, bây giờ quý khán giả hãy hướng mắt màn hình để xem hành trình của hai anh em con ở nhà. Xin chào quý khán giả, thì hiện tại mấy anh em cũng đã đón được tập trung nhau diễn giả thì hồi chiều khoảng 3 giờ ở nhà thì anh em nói chung là hai ngày nay luôn, ngày nay là anh em trong hội là hoạt động hết hết công suất luôn, hết công suất và trong hội không có ai hết, không có ai ở trong hội hết, đi hết luôn cả nhà. Bây giờ vô báo đen, anh bé đen sẽ vô báo y tế làm thủ tục cho chị xuống. Em nhận bên trong đằng sau bên siêu thị á. Dạ. Có bác bắt trường theo không? Đúng rồi. Rồi em cho xuống xe từ em ạ. Rồi. Rồi bây giờ nghe cô chị xuống xe. Thì bên điểm cách ly đó tập trung này thì sư phụ mỗi lần hay đi xịt thuốc đó mọi người, rồi sư phụ có nhà ý chợ như vậy. Rồi khi mà có ca thì bên điểm cách ly đó tập trung sẽ điện cho bên hội thiện nguyện BDS là sư phụ chú Tấm Sang á mọi người, thì sư phụ sẽ phân chia rồi đi ca như một nhóm đi ca rồi một nhóm đi phun thuốc đó. Nói chung là ai cũng có việc hết chứ không phải là ai ở không đâu ở nhà. Trước khi mà bệnh xuống thì bé đen cũng khử trùng xe, nói chung là bảo vệ bản thân của mình là chính.
rồi bảo vệ bản thân cho tất cả mọi người ở trong hội và tất cả những người khác nữa, chứ không phải riêng gì mình. Thì ví dụ mà nếu mà mình ẩu á, thì lỡ không Covid á, mà không có xe, thì người khác mà không bị dương tính với Covid á, ta ngồi lên cái xong ta dính Covid luôn đó, đó là hội cho người ta. Thì thôi mình làm được thì mình làm, cứ bảo vệ bản thân mình để mà trước đã. Rồi thì bây giờ tụi con cũng đã khai bệnh xong, thì giờ tụi con quay đầu về hội. Thì Đen à. Hello, xin chào cả nhà. Nãy giờ tại vì ca này cũng gấp rút, tại vì tranh thủ tại đi đón đón tại tại nhà nên Đen cũng hồi nãy Đen cũng quên chào, gửi lời chào đến cả nhà. Thì có gì nãy Vi cũng có chào cả nhà rồi, thì bây giờ Đen cũng vừa mới quen một chị là nhân viên của siêu thị ở đâu á, thì Đen không có rõ, chỉ có nghe sơ là nhân viên làm siêu thị thôi. Thì đi xét nghiệm là đã dương tính với KF0, thì là bên trung tâm cách ly thì có điện đến sư phụ của Đen là một xe hỗ trợ, là sư phụ đã điều ra xe 04 là Đen làm trách nhiệm chạy qua bên đường thứ 7 á, đường thứ 7A, ố 17A chứ, đó một ca. Thì Đen với lại MV Edit ghi camera tranh thủ chạy qua đón. Thì thôi bây giờ cũng đã hoàn thành rồi, thì thôi hai anh em chắc cũng xin chào cô chú anh chị, và xin cũng xin chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc nha mọi người. Nãy giờ ở diễn giả cũng nghe lời của anh Đen nói, thì con cũng không có gì hơn, con xin chúc diễn giả có một đêm dài ngon giấc, và đặc biệt thì có rất là nhiều sức khỏe, và cả nhà mới, và nhớ đeo khẩu trang ra ngoài, và hãy ở nhà đừng đi đâu hết thì tốt nhất. Rồi con chào gì khán giả.